hôm nay nhảy xuống sông rồi đó hả? Gì đâu, thấy chưa? Linh hồn của chúng ta cần sự gan dạ thưa quý vị anh chị. Khi chúng ta ở trong sự hưởng thụ nè, chăn êm nè, nệm ấm nè, linh hồn của chúng ta nó sẽ là rất là nhút nhát. Mà khi có được tình yêu nữa, gia đình nữa, là một mối ràng buộc chúng ta rất là lớn. Vợ chồng con cái này kia họ sẽ ràng buộc chúng ta. Thế nên em đã trở thành tiên cá và em đang hy sinh cái cuộc sống hưởng thụ của mình, giống như là một người, để em làm một cái công việc mà hòa hợp với thiên nhiên, gần với chư thiên, chư Phật, Bồ Tát, Chúa Trời, Thánh A-la, Thiên Chúa. Nói chung tất cả tôn giáo có trong em đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Rồi bây giờ thần thú Honey có gan dạ hơn rồi đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ phải trải nghiệm. Ngày mai em sẽ tiếp tục phóng sanh. Chị lớn đi đăng.